Rồi, xin chào mọi người nhé. Đó thì những cái hình ảnh các bạn vừa xem á, là về cái nhóm mà mình kéo để demo làm video. Đó thì tức là mình chỉ lúc đầu á, là cái nhóm nó không có tăng trưởng đâu, thì mình sau này mình muốn quay video YouTube nên mình mới quay demo rồi mình up làm nội dung cho nó luôn. Đó thì cái kết là nó được đề xuất nha. Thì hiện tại là một ngày là tăng cũng khoảng 6-7 ngàn, 6-7 ngàn, cả 7 ngàn mấy đó. Tức là tối hôm nay thì chắc cỡ khoảng 35 cam em. Thì mình sẽ quay sang cái nhóm cho các bạn xem nha. Đó thì đây là cái nhóm của mình. Đó thì mình sẽ các bạn nào mà muốn xem cái mức độ tăng một ngày cái nhóm tăng bao nhiêu thành viên thì các bạn vào trong cái mức độ tăng trưởng, rồi các bạn chuyển sang cái tệp mà mọi người á. Đó thì chuyển sang thành viên. Đó thì ngày 8/3 thì nó chỉ tăng khoảng 31 thành viên thôi, ngày sau nữa thì tăng 82 rồi trăm mấy, tầm 200 mấy, thì tới cái ngày 22/3 thì nó mới tăng mạnh lên 910, và tới cái ngày mấy ngày gần đây thì mỗi ngày là tăng được khoảng 7-8 ngàn thành viên á. Thì mới tăng mình được khoảng 3 ngày thôi, thì nếu mà nó tăng được một thời gian thì mình sẽ có được một cái group có tương tác tốt. Đó thì hồi này á thì mình quay rồi mình sẽ quay ra cái trang chủ cộng đồng này, mình sẽ lướt nhanh cho các bạn xem nha. Đó thì mấy cái bài và tương tác nhiều thì mình đã chụp lại cho các bạn xem rồi, tại vì mình quay màn hình mà mình quay lâu mình sợ nó bị bản quyền, cho nên mình chỉ lượt lượt nhanh nhanh vậy thôi. Thì bạn nào mà muốn xem nhóm thì kiếm cái nhóm đó vô xem. Rồi còn bạn nào mà muốn tìm hiểu cách kéo group á, thì các bạn vào trong cái cơ bản này, những cách kéo group, tức là bạn đừng có xem trong cái tệp video của cái kênh, mà các bạn xem trong cái tệp các bạn xem trong cái tệp phát trực tiếp á, thì nó mới có cái video này nha. Rồi cảm ơn các bạn.